vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Hay gọi 1-800-1515 để mua tôn đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng và được bảo hành. Tập đoàn Hoa Sen là thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Kính chào quý vị và các bạn. Sang đến trưa nay, mưa dông ở miền Bắc và Bắc miền Trung đều giảm rõ rệt. Có thể thấy trên ảnh mây vệ tinh, nếu như cùng thời điểm trưa qua, mây dông bao phủ gây mưa nhiều nơi, thậm chí là ở Bắc miền Trung còn mưa rất lớn. Thì đến trưa nay, phần mây dày chủ yếu là ở ven biển, sâu trong đất liền mây mỏng và trời thì đã bừng nắng. Mưa giảm kéo theo nhiệt độ tăng, lúc 10 giờ ở nhiều điểm, nhiệt độ đồng loạt tăng từ 3 đến 4 độ so với ngày hôm qua, hầu hết lên là 28 đến 29 độ. Dự báo trong chiều nay ở miền Bắc chỉ ngoại trừ các thành phố Hải Phòng và Ninh Bình có lúc có mưa, còn tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác đều nắng ráo và nhiệt độ tăng lên 30 đến 33 độ. Lùi xuống Bắc miền Trung, trong chiều nay riêng hai thành phố Thanh Hóa và Vinh có lúc mưa rào nhẹ, còn Đồng Hới và Huế trời nắng mây đan xen, nhiệt độ phổ biến từ 29 đến 32 độ. Ở nửa phía Nam từ Đà Nẵng trở vào Phan Thiết nắng liên tục, nhiệt độ vì thế sẽ nhỉnh hơn ở mức là 32-33 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa dông vào chiều tối nay, mưa rải rác và cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, cảnh báo đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông sét, lốc xoáy và gió giật. Chuyển sang thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ cảnh báo chiều nay có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật. Trái lại, ở khắp các vùng biển quanh các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu, Côn Đảo, ra hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều ít mưa, tầm nhìn xa trên 10 km và gió dưới cấp 4. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay.